Tâm An xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Độc truyện chị Dậu. Và đến với kênh chị Dậu trong ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Con dâu nhà họ Hoàng. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị phần 6, cũng là phần kết của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ Tâm An xin hỏi tất cả quý vị một câu nhé. Quý vị có tin vào tình yêu từ kiếp trước không ạ? À? Nếu như quý vị tin, thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện này. Còn nếu như quý vị không tin, Tâm An xin dành cho quý vị một bất ngờ và sẽ có trong câu chuyện này. Thế nên dù quý vị tin hay quý vị không tin vào tình yêu tiền định thì chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết tập truyện ngày hôm nay nhé. Tâm An hy vọng rằng à và rất mong rằng nếu như quý vị chúng ta lắng nghe xong tập truyện này chúng ta cảm thấy được là ngòi bút của tác giả Vân Thi thật là tuyệt vời, thật là sâu sắc khi có thể viết và tặng chúng ta một bộ truyện rất hay và hấp dẫn như thế này. Và quý vị khán thính giả thân mến để xem bất ngờ đó là gì và cái kết của câu chuyện này như thế nào thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị và khán thính giả thân mến, Tâm An cũng đồng hành được với kênh Chị Dậu một thời gian rồi và có thể là Tâm An còn rất là nhiều điều thiếu sót trong công việc cũng như là những câu chuyện gửi đến cho quý vị khán thính giả. Thế nên Tâm An rất là mong quý vị hãy đóng góp cho Tâm An. Tâm An sai ở đâu hoặc là chưa hoàn thiện ở đâu thì xin quý vị hãy comment ở dưới video này để cho Tâm An biết và Tâm An có thể học hỏi trao dồi thêm những kiến thức để có thể gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn nhé. Mong rằng quý vị hãy luôn ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media cũng như là kênh Chị Dậu. Tâm An xin được cảm ơn rất nhiều. Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ không chờ đợi thêm được nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 6 của bộ truyện Con dâu nhà họ Hoàng, tác giả Vân Thi, có phần diễn đọc của Tâm An. nụ cười đẹp mây hồn của cô ngay lập tức nở trên môi của cậu khiến cho cậu phải ngây ra vài giây trước đây cũng vì nụ cười này mà cô lọt vào mắt của cậu bất giác cậu ôm lấy ngực mình tìm lại nhói lên một lần nữa tại sao dạo gần đây ở gần với cô cậu lại có cảm giác này phải chăng cậu đã lãng quên một cái thứ gì đó rất quan trọng tới nhà rồi này về phòng thay đồ cậu đợi em nhé Đi được vài bước Cô nhớ ra gì đó Quay người chạy đến Kiễng chân lên Hồn mạnh vào má của cậu Cái hồn bất ngờ vừa làm cậu phải đứng ngây người ra Cô thật sự rất bạo dạn Nhưng xem ra cậu cũng thích lắm Cười nhẹ nhìn theo cô Cho đến khi khuất bóng Cánh cửa phòng mở ra Mai Hoa giật mình ngồi dậy nhìn thấy cô Nhanh chóng Chạy đến xoay một vòng Lo lắng hỏi Chị đi đâu đấy sao bây giờ mới về làm em lo chết đi được chị đang gấp đây nói em sau nhá lấy quần áo cho chị thay đã À, ôi chết em quên mất chị đợi em một lát một lát sau cô đến giường lấy chiếc gối ôm vào người mặt thí hửng đi ra ngoài cửa mai hòa thấy như vậy cũng hỏi theo khuya rồi chị còn đem gối đi đâu đấy này chị sang ngủ với cậu em ngủ trước đi nhá cậu nhớ ra rồi à? Thật không? Cậu nhớ chị thật á? À? Chị chưa tiếp cận được cậu, nhưng bước tiếp là phản công. Được rồi, cố lên nhá, em chờ đấy. Đứng trước cửa phòng, tim cô lại đập nhanh hơn mọi ngày. Nếu như là trước đây, khi không có gì phải e rè, nhưng lần này cô thấy hơi hồi hộp. Cũng đã rất lâu rồi, cô chưa được gần gũi bên cậu. Đèn trong phòng vẫn sáng, Cô biết cậu chưa ngủ. Đậy nhẹ cánh cửa, nhòm đầu vào nhìn xung quanh, không thấy cậu đâu. Cậu đi đâu rồi? Không có ở trong phòng hay sao? Thành tịnh đứng thẳng người dậy, đi vào bên trong. Cánh cửa đóng dầm lại, đèn cũng tắt. Cô giật mình, làm rơi gối xuống sàn nhà. Chuyện gì thế này? Như có ma vậy. Nhưng cũng may, cô không sợ mấy cái này. Ma quỷ gì chứ? Ở trên đời này làm gì có Ma chắc là cậu lại giở trò gì để cô sợ mà chạy về phòng đấy cô cúi xuống nhặt gối đi đến giường nằm xuống mà nhắm mắt ngủ lúc này đèn cũng sáng cô mở mắt hờ và cười thầm trong bụng khi thấy cậu cau có đứng ở bên cạnh này cô không sợ à thành tịnh ngồi bật dậy vẻ mặt đắc chí cậu có trò gì rùng rợn hơn không Xem ra cậu đánh giá cô hơi thấp rồi. Cậu đẩy mạnh người cô xuống giường, nằm đẻ lên. Khi cậu còn chưa kịp làm gì, cô đã nhanh tay cởi cúc áo của cậu ra. Cậu để cho em. Đi ngủ mà mặc nhiều như thế này. Nóng lắm. Cậu chỉ dọa cô, không ngờ cô lại làm thật. Giữ chặt tay lại, cậu trèo người qua khỏi người cô, đi đến bàn ngồi uống trà. Nhìn vẻ ngại ngùng như gái 18 của cậu, mà đáng yêu gì đâu ấy xem ra cô phải chủ động hơn rồi muốn cướp chồng của chị không dễ như vậy đâu cô đi đến ngồi trên đùi của cậu tay vòng qua và cô cười một nụ cười mê hồn mà ông trời đã ban tặng cho cô cậu quay mặt sang hướng khác cô áp sát hai tay lên má giữ chặt lại này sao cậu không nhìn em cậu đang sợ điều gì không có cô đừng có suy nghĩ lung tung Nhìn cậu bối rối chứ kìa Thế mà cậu bảo không Cô cúi xuống hôn chụt vào môi cậu Cảm xúc khi xưa lại ùa về Cô nhìn cậu ánh mắt buồn Đã lâu rồi Em chưa được ngồi trong lòng cậu thế này đâu <laughs> Giận cậu thật đấy Người ta nhớ đến phát điên Mà cậu Cậu lại để quên người ta Tìm cậu lại nhói lên một lần nữa Lần này có vẻ đau hơn rất nhiều Cậu gục xuống vai cô Mà ôm đầu Cậu làm sao thế? Cậu đau ở đâu? Để em xem nào. Đình Tùng đặt bàn tay của cô áp lên tim của mình. Tại sao mỗi khi tôi gần bên cô, nơi này của tôi lại nhói đau như thế này? Vì ở đấy, cậu đã lãng quên đi một thứ rất quan trọng, đó chính là em. Cô càng nói, cậu lại càng đau, dường như trái tim của cậu đang dần dỉ máu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa giọng của bình vọng vào cậu ơi cậu có trong đấy không ạ nghe giọng biết ngay là con đĩ kia cô quay sang lườm cậu nhưng ánh mắt các bà vợ bắt gặp chồng mình đang ở với con khác này khuya rồi tại sao cô cứ đếm đây tìm cậu như thế hả vẻ mặt của cậu hơi sợ ánh mắt biết giết người kia nên lắc đầu phủ định cậu cứ ngồi yên ở đây để đẩy em ra mở cửa cho cô đứng dậy cởi cúc áo đầu tiên ra kéo hơi trễ xuống vai một tí làm cho nó lôi thôi luộm thuộm như vừa trải qua một cuộc lăn lộn ghê gớm nhất có thể nhìn thấy cô mới đi ra mở cửa vừa nhìn thấy bình đứng hình trong vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơi nhòm đầu sang nhìn vào bên trong phòng lên tiếng à, mợ cả Cô nghe mà muốn bắt ói. Bày đặt chào hỏi. Chắc là không thấy cậu cả. Nên cô ta mới hỏi như thế thôi. Thành tịnh hắng giọng giả vờ, kéo áo lên, cài lại cúc áo. Khuya thế này rồi. Cô đến đây tìm cậu làm gì? Bình có che giấu giỏi thế nào? Cô cũng thấy được sự tức tối đố kỵ trên khuôn mặt của cô ta. À dạ không có gì đâu mợ. Chỉ là vừa rồi tôi nghe thấy tiếng la hét trong phòng của cậu. Nên tôi qua đây xem có chuyện gì không chắc là cô nghe nhầm rồi đấy tôi ở đây có nghe cái tiếng gì đâu mà cũng khuya rồi cô đi về nghỉ ngơi đi tôi với chồng còn có việc quan trọng cần làm đang làm dở đây lần này thì bình không thể đứng nghe thêm được nữa vốn quay người rời đi cô đứng đó nhìn theo mà được một trận hả dạ đóng cửa lại cô quay người đi vào thấy cậu nằm trên giường nhắm mắt không biết cậu ngủ chưa? Thành tịnh thổi đèn nhẹ nhàng. Sau đó leo lên giường nằm xuống bên cạnh. Vòng tay ôm chặt lấy người cậu. Hơi thở cùng với hơi ấm này. Rất quen thuộc. Cậu ơi! Cậu ngủ rồi đấy à? Đáp lại chỉ là tiếng thở đều của cậu. Cô tròm người dậy hôn vào má. Cậu ngủ ngon nhá. Tình yêu của em. Khi cảm nhận hơi thở đều của cô, Cậu từ từ mở mắt xoay người, nhìn sang cô. Bàn tay của cậu vút ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mà lòng dối bời. Sáng hôm sau ngủ dậy, quay sang không thấy cậu đâu. Cô thấy hơi buồn, nhưng không sao, thời gian còn nhiều. Từ từ cô sẽ làm cho cậu nhớ lại. Từ ngoài bước vào bếp, đã thấy bà Sên đang quật roi vào người chị Linh liên tiếp. Cô nhanh chân đi đến, giật lấy roi trên bà ta, ném mạnh xuống đất, này bà đang làm gì đấy cô ta làm bể đồ trong bếp tôi đang la mắng thôi thưa mợ cả la mắng ư vậy thì cần gì đến roi bà cho mình cái quyền đó từ khi nào hay hay là muốn dựa vào cô cháu tên là bình kia mà lộng quyền ấy thưa mợ tôi nào dám bà biết thế là tốt bà đi làm việc đi khi cô rời đi thì bình đứng ở góc kia kéo tay của bà xin đi ra sau vườn nhìn trước nhìn sau không có ai mới lên tiếng giọng khó chịu gì gì tính thế nào đi chứ con không nhẫn nhịn được đâu cái con nhỏ đấy ngứa mắt lắm Bẻ bé cái mồm ở đây tay mắt không đấy thế gì tính đi con ở đây không có danh có phận gì là một kẻ ăn nhờ ở đậu rồi bị cô ta chèn ép như thế cái gì phải từ từ mày cứ vội là hư chuyện làm mợ nhà này không dễ đâu hơn nữa cậu cả chưa đặt vấn đề gì nên mày nôn nóng cái gì bởi như thế con mới nôn nóng đấy gì gì nghĩ cách đi chứ không rõ ràng như thế này còn phát điên lên mất còn muốn đường đường chính chính ở bên cạnh cậu cơ hiện tại mợ cả rất được lòng ông hội đồng và bà cả nữa nên việc lấy thêm vợ cho cậu khó xảy ra. Trừ khi Trừ khi thế nào à? Gì nói thẳng đi, ấp áp úng làm cái gì? Trừ khi mày có thai với cậu thì may ra. Những ngày tháng tiếp theo của cuộc sống của cô nơi này vẫn như vậy trôi qua. Mặc dù cậu vẫn chưa nhớ ra, nhưng mối quan hệ của hai người tốt lên rất nhiều vì sự đáng yêu của cô một lần nữa chinh phục được trái tim của cậu cậu bây giờ chủ động quan tâm cô hơn nhưng để như trước đây thì chưa thể nào có chăng trong thiềm tức của cậu đã khắc ghi hình ảnh của cô chỉ là tạm thời lãng quên nhưng đâu đó lại chất chứa một tình cảm to lớn chỉ cần có sự tác động sẽ bùng nổ trở lại và cậu chính là như vậy bình dần dần nhận ra rằng cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với mình có chăng chỉ là do cô ta ngộ nhận cậu đối với bình chỉ là sự cảm kích sự biết ơn đối với ân nhân đã cứu mình nhưng ngược lại càng ở bên cạnh cậu tình yêu của bình một ngày một lớn hơn đó chỉ là tình yêu đơn phương một ngày kia cậu tư có dẫn về một người phụ nữ và tuyên bố lấy cô gái đó cả nhà nhất là ông hội đồng hết sức ngạc nhiên vì xưa nay cậu tư có quan tâm gì đến gái gú đâu kể từ ngày mợ Tư bị đuổi ra khỏi nhà, cậu Tư suốt ngày chỉ ôm ấp mấy con gà. Này bất thình lình lại đem về một cô gái và bắt cưới cho bằng được. Thế sao đây? Bây tìm hiểu kỹ chưa? Con cái nhà ai? Ra thế ra làm sao? Cha, sao lúc nào cha cũng quan trọng mấy cái chuyện đấy? Miễn là con thích là được. <laughs> Giết. Rồi bây muốn đem ai vào cái nhà này cũng được sao? Thanh Tịnh ngồi đối diện nhìn Bình, cô ta cúi gầm mặt xuống, chén cơm hình như bị nhột. Cô đủ thông minh để nhận ra rằng ông hội đồng đang muốn nói đến ai. Sau vụ cứu cả nhà ra khỏi khủng hoảng, cô hoàn toàn chiếm được vị trí trong lòng ông. Có việc gì cũng Thanh Tịnh, hơn nữa với cái miệng dẻo của cô thì càng làm cho ông hội đồng yêu mến hơn. Vì suốt ngày thấy Bình hay kè kè bên cậu cả, nên ông không được thích. Nhưng vì cô ta cứu mạng của cậu, nên khó có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cậu Tư nắm chặt tay cô gái kia, giọng kiên quyết. "Cha, lần này con thật sự nghiêm túc, mong cha đồng ý cho tụi con. Nếu không nhỉ, à, con đưa cô ấy đi khỏi nơi này." "À, chà Thôi được, bây muốn làm cái gì thì làm." Nói rồi ông đứng dậy, thở dài rồi đi vào trong phòng. Mọi người ai cũng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh cậu Tư không biết cô gái đó là người thế nào mà lại khiến cậu tư phải bận tâm đến như vậy riêng thành tịnh khi nhìn vào ánh mắt cô gái kia thấy rất lạ có cái gì đó rất bí hiểm toát ra từ người không hiểu tại sao cô ta lại rất bất an hơn bao giờ hết cảm giác của cô trước giờ ít khi sai lắm này chị làm cái gì mà ngồi thất thần đấy? em gọi mãi chị không thưa cô giật mình quay sang kéo tay mai hoang ngồi xuống chị nói này em có thấy cô gái mà cậu tư đem về có cái gì đó khó hiểu hay là bí hiểm không em có nhìn thấy cái gì đâu bình thường mà thế tại sao chị lại hỏi như thế chị thấy cái cảm giác nó làm sao ấy chắc là thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nên chị mới như thế đấy hy vọng là như thế thôi được rồi đi vào phòng nằm từ xa khi thấy Bình đang đứng rình mò trước cửa phòng của cậu. Thành tịnh đã thấy chướng mắt rồi. Chỉ muốn đạp cho nó một phát, bay ra khỏi nơi này. Cứ thích ve vãn người đã có vợ. Đúng là con đỉa đói. Cuộc khoanh tay hiền ngang đi đến hắng giọng. Này cái cô kia, cô làm gì mà rình mò trước cửa phòng của cậu? Hay cô lại đang ủ mưu cái gì? Nhìn xung quanh không có ai. Lúc này Bình mới tỏ rõ thái độ cô không tự tin sao thành tịnh cười khinh giọng điệu cũng không vừa tôi chỉ không tin vào mấy con đỉa nói chuyện đi bu bám người khác như cô thôi vậy thì cô lo mà giữ cậu cho chặt vào có ngày con đỉa như tôi hút mất đấy bình nói xong vênh mặt đi ngang qua còn không để lại một cái liếc sắc bén cô ta đúng thật là mặt dày khi vừa thấy Ano đi ngang qua, Thành Tịnh nhanh gọi vào mở à, mở gọi tôi ạ, à? cô ghé sát vào tai Ano nói cái gì đó, sau cô cũng về phòng, nằm mãi không thể nào ngủ được, cứ thấy lòng nôn nao kiểu gì đó. kể từ khi cô gái cậu Tư mang về, cô có cảm giác này, sao lại lạ kỳ vậy nhỉ? Mấy ngày sau hôn lễ. Có một điều cô thấy cậu Tư càng ngày càng gầy mà xanh sao đi hẳn. Ít ra ngoài, cậu Tư cứ ở mãi trong phòng. Trong nhà mỗi người mỗi việc nên không ai để ý đến sự thay đổi của cậu. Hơn nữa, cậu lại ít ra khỏi phòng. Nếu như hôm đó, cô không vô tình đụng cậu ở sau vườn, có vài giây thì cô cũng nhận ra rằng hôm đó cậu Tư mà cô giật mình nhìn cậu như muốn gặp ma vậy. Trông cậu rất là tàn. Cô có chào hỏi vài câu, nhưng cậu cúi gầm mặt xuống mà đi thật nhanh về phòng. Sự thay đổi khác lạ này của cậu làm cho cô thấy lo lắng hơn. Có khi nào liên quan đến cái cô gái kia không? Không thể im lặng được nữa, cô quyết định đi ra ngoài cửa hàng gạo tìm cậu về để nói chuyện. Ông hội đồng lên huyện mấy ngày nữa mới về. Vừa đi được vài bước thì lại đụng mặt cậu Sơn Lâm đi đến. Cô chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi cũng vội vàng lướt qua. Bàn tay cậu giữ lấy tay cô, giật mình, nhanh chóng thụt lại. À, có chuyện gì sao cậu Lâm? Nghe nói sáng nay chị không được khỏe, nên tôi mới hỏi thăm thôi. Chị thấy thế nào? Cảm ơn cậu, chắc là thay đổi thời tiết, nên tôi mới như vậy. Không có gì nghiêm trọng. Vậy tốt rồi, chị nhớ giữ sức khỏe à? Bình đứng một góc ở hành lang kia nhìn thấy, cũng vừa hay cậu cả đang đi về phòng không biết có chuyện gì mà cậu lại về phòng giờ này. Bình cười đều rồi nhanh chân chạy đến nói với Đinh Tùng: em làm rơi chiếc bông tai vừa lan xuống dưới chậu cây kia. Cậu, cậu lấy giúp em với à? Cậu không nghi ngờ gì, đi theo Bình đến chỗ mà cô với cậu Sơn Lâm đang đứng nói chuyện. Thành Tịnh cũng thấy ngại khi cậu Lâm cứ quan tâm mình thế này, thật là khó xử. Qua một thời gian tiếp xúc cô thấy cậu ấy là một người tốt và không khó để nhận ra cậu ấy có tình cảm với cô nhưng biết làm sao được trong lòng cô không thể có ai khác ngoài cậu cả tình cảm này cô đành nợ lại vậy cô biết trong nhà này tai mắt rất nhiều và đặc biệt là có một con đỉa bú bám suốt ngày nên cô càng phải thận trọng hơn cô không thể đứng nói chuyện với cậu lâm quá lâu được cô mới lên tiếng thôi chào cậu tôi còn nhiều chuyện phải đi. Vừa bước xuống bậc cấp vì mang đế quốc bị gãy chật đinh ra bên ngoài. Nên cô bị ngã về phía trước. Cậu Sơn Lâm nhanh chóng chạy đến đỡ lên người cô. Vô tình thì cả cơ thể của cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cả hai nhìn nhau, cô giật mình đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Dù biết chỉ là vô tình, nhưng vẫn không nên chút nào, có đúng không? Cậu Sơn Lâm đứng cười, sau đó nhìn theo bóng dáng của cô, cho đến khi đi khuất mới chịu rời đi. Cậu cả đứng ở bên kia nhìn thấy, bàn tay đã vò nát chiếc lá trong tay từ khi nào. Không nói gì, cậu không biết rằng xung quanh như thế nào mà hậm hực đi thẳng về phòng. Bình đứng nhìn theo, vẻ mặt đắc chí. Khi cô vừa ra đến cổng thì gặp Ano đi vào, cô mới lên tiếng hỏi. "Này Ano, Cậu có ở ngoài cửa hàng gạo không? Ơ, cậu vừa ở ngoài đó về mà mỡ. Mỡ không nhìn thấy cậu à? Nghe Ano nói xong, cô chạy nhanh về phòng của cậu. Về khi nào mà cô không nhìn thấy nhỉ? Vừa đẩy cửa vào, thấy cậu ngồi ở bàn uống nước và đọc sách. Vẻ mặt của cậu rất căng thẳng. Không biết có chuyện gì mà trông vẻ khó chịu. Hay ở ngoài cửa hàng có chuyện gì? Thành tịnh nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống ghế đối diện với cậu sau đó rót một ly trà đẩy về phía cậu cậu uống trà này đáp lại vẫn là sự im lặng từ cậu không nhìn thấy cô một cái là mắt lại dán vào mấy trang giấy kia nhìn mặt cậu thế này cô biết là có chuyện gì đó xảy ra rồi cô đứng dậy đi ra sau lưng của cậu mà bóp vai nhưng bàn tay cô vừa chạm lên vai cậu thì cậu đứng dậy đi sang ghế kế bên ngồi xuống và tiếp tục đọc sách cậu đang định chơi trò gì đây mặt này là mặt giận dỗi ừ, cô nhìn là cô biết ngay cô đi đến giật quyển sách trên tay của cậu xuống sau đó ngồi lên đùi của cậu hai chân cắp chặt vào hông tay vòng qua cô ôm siết chặt sau đó cối sát vào mặt cậu nói nhỏ này cậu giận gì em thế à đinh tùng đứng thẳng lên hai tay không ôm giữ cô cứ để như thế cho thành tịnh bù bám xuống cô lắc đầu càng siết chặt cậu hơn không em thích thế này cô cậu đỡ lấy em đi em mà rút xuống là em bể mông đấy một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo vừa xẹt ngang qua trong đầu cậu cùng với âm thanh và tiếng cười văng vẳng bên tai cậu ôm đầu hình như rất đau cô biết là ký ức vừa về chắc chắn đang thoáng qua trong đầu của cậu. Nhưng nhìn thấy cậu đau thế này, cô lại thấy đau lòng. Còn tim của cô cũng đau theo cậu. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thành tịnh ngẩng mặt lên nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Cảm xúc cả hai như vỡ òa. cậu từ từ hạ cánh tay xuống, ôm chặt người cô vào lòng. Cảm nhận được hương vị quen thuộc này của cô. Cô từ từ rời môi của cậu, cười trong sự hạnh phúc nhớ lại chuyện vừa rồi cậu nhanh chóng thả cô xuống trở về gương mặt giận dữ lúc nãy mà quay mặt đi đấy cậu giận em cái gì đấy cậu quay người lại nhìn cô mà nói trong tước tối cô ấy à lần sau có làm cái gì thì ngó trước ngó sau đừng có để người khác nhìn vào rồi đánh giá dù sao cô cũng đang là danh phận mở cả cái nhà này cô là vợ của tôi chưa cần biết cậu đang muốn nói điều gì nhưng mới nghe từ vợ của tôi <laughs> cô đã thấy rất vui rồi mà cậu nói thế là sao nhỉ giọng điệu như là ghen tuông vớ vẩn vậy cậu nói cái gì em không hiểu à em có làm gì đâu mà người khác đánh giá em có cái gì cậu cứ nói thẳng ra ban ngày ban mặt mà cô ôm ôm ấp ấp cái cậu sơn lâm như thế còn gì là mặt mũi của tôi nhớ lại thì mới biết thì ra là chuyện vừa rồi chắc là lúc nãy cậu đi về thấy cảnh đó nên mới tức giận cô kiễng chân lên nói nhỏ vào tai của cậu thì ra là cậu đang ghen câu nói của cô ngay cả chính cậu cũng nghẹn lại ghen ư có thể lắm nhưng có khi đơn giản đó chỉ là một sự chiếm hữu cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đôi mắt mỗi khi nhìn sâu vào tim của cậu lại nhói đau Cậu làm sao đấy? Sao không trả lời em? Vì tôi không biết tôi có ghen hay không. Mặt cô trùng xuống nhưng không quá hiện rõ, cô cười gượng gạo. Em biết rồi à? Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Khi cô vừa bước chân ra đến cửa, giọng của cậu lại vang ở đằng sau. Thành Tịnh. Có phải trước đây cô đối với tôi rất quan trọng không? Cô ngước mắt lên, ngăn lại dòng lệ đang tuôn trào cười chua xót cái đó cậu phải là người biết rõ chứ ạ à? người bước đi kẻ đứng lại nhìn theo hai dòng ngược lối nhưng lại chung một nhịp đập tình yêu là thứ gì đó rất khó hiểu vì bị cuốn vào dòng cảm xúc này nên cái việc về cậu tư cô lại quên bén mất nói với cậu mà cô thật ra không có tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện khác một màu u buồn đang bao trùm lấy cô về đến phòng thanh tịnh thả mình xuống dưới giường nhắm mắt lại suy nghĩ sao tự nhiên cô lại nhớ nhà như thế này bất giác nhớ ra mình không thuộc về nơi này có lẽ quay về và quên hết tất cả về nơi này sẽ tốt hơn nhưng liệu rằng cô có đủ dũng khí mà quên được cậu không cô bật cười vì biết rõ quên cậu là điều không thể bên ngoài có tiếng gõ cửa Giọng của Ano vọng vào. Mợ cả, mợ ơi, có trong đó không ạ? À? Thành Tịnh ngồi dậy ra mở cửa, nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới lên tiếng. Đi vào đây. Đóng tất cả cửa lại. Cô quay sang hỏi Ano. Theo dõi cô ta, anh thấy có gì khác thường không? Đúng là mợ đoán không sai, vừa rồi cô ta ghé vào bốc thuốc, nhưng hỏi ra thì mới biết là có mua kèm theo thuốc ngủ ạ. À? Anh đi làm việc đi Khi nào cần tôi sẽ gọi Vâng, mợ cẩn thận đấy Tôi biết rồi Chiều hôm nay cô cùng bà cả đi ra ngoài Đến sáng mai mới về Đến tối sau khi ăn cơm xong Cậu hay có thói quen về phòng uống trà Nhân lúc cô không có ở đây Đình lén đi vào phòng của cậu Bỏ một thứ bột gì đó Vào trong ấm trà Rồi nhanh chóng rời đi đứng lén lút bên ngoài, canh cậu đi vào. Đợi thêm một lát nữa, cô ta mới đẩy nhẹ cánh cửa, hé nhìn vào. Cậu đang nằm gục xuống bàn. Cô ta cười ma mãnh rồi đi vào, đóng cửa lại. Mới sáng hôm sau, cô và bà cả ngoài cổng đi vào sân. Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, mà mọi người lại bàn tán xì xào, tập trung ở cửa chính. Thấy bà cả đi đến, ai cũng nép sang một bên. Trong nhà là Bình, đang quỳ gối trước mặt ông hội đồng mọi người trong nhà cũng có mặt đầy đủ cô nhìn sang bên cạnh cậu đang ngồi ở đấy vừa nhìn thấy bà cả bà ba đã nhanh chóng lên tiếng chị cả với mợ cả về rồi đây mọi người đang trông chờ từ sáng tới giờ có chuyện gì sao bà ba giọng điệu mỉa mai nhìn thanh tịnh nhấn mạnh cậu cả đây đêm qua lén lút qua lại ngủ chung với bình mà không có mợ cả ở nhà đấy chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi nhà họ hoàng đây ạ à? lời bà ba vừa dứt cô đưa cặp mắt nhìn sang cậu cậu nhìn cô nhưng không quá biểu cảm trên gương mặt tin này đối với cô như xét đánh bên tai cậu phản bội cô thật sao lúc này bà cả mới lên tiếng chuyện trong nhà không ai được lan ra bên ngoài thế còn cô ta chị định giải quyết thế nào Ngủ với con nhà người ta Mà phủi đít như thế Thì biết làm sao đây Lỡ cô ta ra bên ngoài Đồn thổi lên Thì lớn chuyện đi à Ý của em bà thế nào Em cứ nói rõ ra Thì em nghĩ đơn giản thôi Cứ cho cô ta một danh phận là được Ông hội đồng lúc này mới lên tiếng phản kháng Làm dâu nhà này không dễ Hơn nữa cô gái kia Chưa có mang máu mủ của nhà này Thì việc danh phận đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện này cứ tạm dừng lại đây đi không ai được phép làm lộ ra bên ngoài nếu không hậu quả thì biết rồi đấy thành tịnh thu lại ánh nhìn không nói gì mà quay lưng đi thẳng về phòng thu dọn quần áo cho vào túi rời đi cậu đẩy cửa đi vào nhìn xuống túi đồ trên tay cô mới lên tiếng cô định đi đâu tôi đi khỏi đây cho cậu thoải mái mà hú ý với người khác cô đi ngang qua hất mạnh vào người đinh tùng cậu giữ tay cô lại cô không được đi đâu hết nhưng cậu phản bội tôi tôi không có cậu ngủ với người ta ôm ấp người ta làm chuyện đấy nữa mà cậu nói không có ư ừ. cậu tưởng tôi là con nít à tránh ra tôi nói rồi không có là không có chỉ là khi tối tôi ngủ không biết gì nhưng khẳng định là không có gì hết cậu nói không biết gì Tại sao lại dám khẳng định là không có? Đám gia nô trong nhà. Ai cũng nói. Sáng sớm thấy bình quần áo sộc sạch. Ôm miệng khóc. Chạy từ phòng của cậu ra. Cậu giải thích đi. Vẻ mặt cậu có vẻ lúng túng. Không biết giải thích làm sao. Chuyện này... Mà thôi. Không đi đâu hết. Cất đồ đi. Cô ngang bướng đẩy mạnh cậu sang một bên. Mà chạy sông ra khỏi phòng. Cậu chạy theo, giữ tay cô lại. Tại sao cô không chịu nghe lời Đi vào nhà Cậu buông tôi ra Tôi không thể ở bên cạnh một người phản bội như cậu Cậu không nói gì nữa Vác cô lên người Sau đó đi thẳng vào phòng Mặc kệ cho cô cô vùng vẫy là hết Cậu làm cái gì đấy Máu thả tôi xuống Đình Tùng vỗ một cái vào mông của cô Im lặng đi Cô mà la hét nữa Tôi ném cô xuống đất đấy Cô yên vị trên người của cậu cô thấy vui trong lòng. Xem ra, cậu cũng đang rất cần có cô. Bà Sên mở cửa phòng Bình đi vào, lên tiếng trách móc. Bình ơi, sao mày liều thế hả? À? Khi sáng mày làm tao hú vía đấy. Bình mặt mày cau cú khi nghe bà Sên nhắc đến chuyện sáng nay. Giọng hậm hực. Tưởng đâu làm thế sẽ được công nhận. Ai ngờ, dì ơi chắc con chết mất, con điên lên mất. Tao đã nói rồi, Mày cứ từ từ đợi thời cơ Cứ hấp tấp thế này Hỏng hết chuyện Bình suy nghĩ gì đó Sau đó lóe lên trong đầu một dự định Không phải là khi sáng Ông hội đồng có nhắc đến máu mù sao Chỉ cần con có thai Thì ông ta không thể chối bỏ Nhưng mà có thai bằng cách nào Trong khi cậu cả không đụng vào người của mày Chuyện này Có khó gì đâu ạ à? Mấy ngày sau cô không thèm nhìn mặt cậu cứ thế chiến tranh lạnh. Còn cậu thì lại không quen khi cô lạnh nhạt như thế. Chưa xảy ra chuyện thì một cậu hai cậu. Nhưng bây giờ thì khác. Một cái nhìn cũng không ưa. Sự im lặng của phụ nữ thật là đáng sợ. Nhìn thấy cô chuẩn bị ra ngoài. Cậu lại lên tiếng hỏi. Cô đi đâu đấy? Cậu quan tâm làm cái gì? Cậu lo mà để ý đến tình nhân của cậu ấy. Cậu lắc đầu thờ dài. Sợ cái tính của cô nhớ dai nên cậu mới nói Thôi được rồi Để đấy tôi đưa cô đi Tôi không cần cậu đưa đi Sơn Lâm đang bên ngoài chờ tôi rồi Nói rồi cô đi lướt qua Mặc kệ cậu cứ giữ tay lại Mặt cau có khó chịu Cô cùng với Mai Hoa đi ra ngoài Cho thư giãn đầu óc Đi được một đoạn Thì có một thằng bé chạy đến Đưa cho cô một mảnh giấy Nói rằng có một bà cụ đưa cho cô Mở ra đọc Cô nhanh kéo tay Mai Hòa chạy ra phía sau núi. Đến nơi, cả hai thở hồn hển. Chị, có chuyện gì mà chị kéo tay em như thế? Em chạy không kịp thở đấy này. Bà lão đó hẹn chúng ta ra đây. Ý, chị nói, cái bà lão hay ngồi ở gốc cây à? Ừ, nhưng sao không thấy bà ta nhỉ? Lão ở đây. Từ sau gốc cây to lớn, bà lão bước ra trên tay bế một con mèo đen tiến sát đến cô vội vàng lên tiếng bà sao kể cái từ cái bữa đấy con có đến tìm nhưng không thấy bà đâu ạ à? thì đó là lý do ta có mặt ở đây cái bớt kia đã biến mất chưa thôi chết có lẽ vì quá u mê vào tình yêu mà cô không còn quan tâm đến cái bớt đằng sau cổ của cậu nữa tôi Tôi không để ý nó còn hay mất. Có phải người đàn ông đó đã không còn nhớ chuyện trước đây? Nghe bà lão hỏi, cô một tí nữa là bật ngửa ra sau vì quá ngạc nhiên. Bà lão đó là ai mà tại sao bà lại biết hết mọi thứ? Càng lúc cô càng cấy sợ nên mới gật đầu. Đúng, nhưng mà... Khoan, cô đang định hỏi tại sao, đúng không? Nhưng có nói gì thì cô không thể nghĩ thông được đâu việc quan trọng bây giờ là cái bớt đó đã biến mất và thời cơ đã đến khi người đó nhớ lại thì đồng nghĩa với việc cô mãi mãi không thể quay trở về vậy tôi phải làm sao đây ý bà nói tôi phải quay trở về trước khi người đó nhớ lại mọi chuyện ư khi trời nổi sấm có một thứ ánh sáng khác lạ xuất hiện Cô hãy nhanh chóng quay trở về, nếu như cô cứ chần chừ, mãi mãi không thể quay về được đâu. Vậy thứ ánh sáng đó, khi nào xuất hiện à? Lão không thể nói cụ thể thời gian, chỉ biết là thời khắc sắp đến rồi. Nếu như người đó nhớ lại trước khi thứ ánh sáng đó xuất hiện, thì xem như cô không được may mắn đâu. Hãy cầu nguyện đi, lão chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Cả tối hôm đó cô không thể nào ngủ được cứ suy nghĩ mãi những lời bà lão kia nói. Nếu thật vậy, thì cô biết phải làm sao đây? Chưa bao giờ cô thấy dối như bây giờ. Quay trở về, hay ở lại đây? Nếu như thứ ánh sáng đó xuất hiện, thì cô có đủ dũng khí mà rời xa cậu không? Còn nếu như ở lại, thì lão đại và người thân của cô biết phải làm sao đây? Cứ chìm đắm trong mớ hỗn độn, cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ cô thấy cậu ngã khụy dưới chân của cô, hơi thở yếu dần. Bàn tay cậu từ từ buông bàn tay của cô ra, hơi thở tắt hẳn. Thành tịnh giật mình, tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra như tắm. Chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này. Giấc mơ đó thật sự rất đáng sợ. Mấy hôm nay trời mây âm u, kéo đến rất nhiều. Thành tịnh ngồi ngoài vườn, nhìn lên trời mà lòng nặng trĩu. Nửa muốn thứ ánh sáng kia xuất hiện, một nửa lại không. Nếu thật sự cô được quay trở về thế giới của mình, thì nỗi nhớ nhung cậu, cô biết phải làm sao? Cô không dám chắc là có thể quên được cậu, nhưng cô dám chắc một điều rằng tình yêu của cô mãi mãi không thể quên. Chị ơi, có chuyện động trời rồi hả? Nhìn Mai Hoa vẻ mặt gấp gáp chạy đến, cậu thù lấy ánh nhìn. Có chuyện gì? Chồng em hớt hải thế. Ừ, Bình, cô ta có thai với cậu. Mọi người đang tập trung ở nhà chính à? Cô cười khẩy, giọng không mấy gì ngạc nhiên. <laughs> nhà này, không có ngày nào là được yên nhỉ? Thôi được rồi, chị em mình đi. Vừa đến nơi đã thấy Bình đang quỳ gối, mặt làm ra vẻ rất đáng thương. Cái thai này là của cậu cả còn không dám nói dối nửa lời thưa ông bà ba ngồi bên cạnh lên tiếng nếu đã mang thai con cháu của nhà này thì đúng là nên có một danh phận quan sát nét mặt của ông hội đồng có phần giãn ra đôi chút hy vọng đứa bé này là bé trai tạm thời tôi tin cô nhưng nếu để phát hiện ra cô lừa dối cái nhà này thì hậu quả cô biết rồi đây bình hai tay bấu chặt vào nhau trong lòng đã run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Còn có ăn gan cọp cũng không dám thưa ông. Thôi được, hồn lễ được diễn ra vào ba ngày nữa. Làm đơn giản thôi, chuyện này không hay ho gì đâu mà làm linh đình. Thành tịnh xông vào, đứng trước mặt bình, vùng tay tát liên tiếp hai cái vào mặt. Hai má cô ta vì như thế, đỏ ửng lên, in rõ năm ngón tay lên mặt. Vì có mọi người ở đây, nên mình phải đóng vai cam chịu không dám ho he gì cũng không dám phản kháng chỉ biết ngồi bệt xuống nền nhà ôm má cúi gầm mặt xuống mà rơi lệ lúc này bà ba mới đứng dậy lên tiếng cô ta đang mang thai mợ cả đánh như thế lỡ có ảnh hưởng đến đứa bé thì có gánh nỗi không mặt nhìn bà ta cười khinh bỉ đáp vậy má ba muốn tôi phải cười và đon đả với cái hạng cướp chồng của tôi sao đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường mợ cả ý là đang phản đối lời của cha sao mọi người ở đây có nghe thấy tôi nói phản đối không má ba nói như thế là đang muốn khiêu khích đẻ à? cậu cả muốn lấy thêm vợ tôi đây không can thiệp nhưng đánh thì vẫn đánh <laughs> nó nghiêng về phía cảm xúc tôi không kiềm chế được tôi làm như vậy có gì sai sao má ba bà ta cứng họng không nói được gì lườm cô một cái rồi cũng ngồi xuống ghế ông hội đồng lúc này mới lên tiếng chuyện này đã xảy ra rồi nếu đúng là máu mủ nhà này thì được công nhận chuyện này dừng lại ở đây đi tổ chức sau ba ngày nữa là được rồi bình mặt cúi gầm vui mừng trong lòng cuối cùng thì cô ta cũng được trở thành mợ của nhà này có một danh phận rồi, cô đi lướt qua cậu không nhìn đến một cái, cậu chỉ lắc đầu thở dài, rồi cũng đi ra ngoài đường. Mọi thứ đối với cậu không mấy quan tâm. Bà Sen nghe tin cũng mừng thầm trong bụng, bắt đầu lên mặt với mấy đám gia nô. Này, tội mày, lo mà làm việc đi, bọn mày cứ nhát kìa, à? không có cơm mà ăn đâu. Chị liền lúc này quay sang nói với ông sinh. Bà xin thấy cháu sắp được làm vợ của cậu cả. Lại bắt đầu lên mặt rồi đấy. Thôi cứ kệ bà ta. Việc mình làm mình cứ làm thôi. Tôi chỉ thấy tội cho mợ cả. Chắc là mợ ấy buồn lắm. Qua ngày hôm sau, Bình đang ngồi ăn đồ bổ trong phòng. Thì bà xin lén lút đi vào, đưa một lá thư cho cô ta. Nó lại gửi thư cho mày này. Bình xem xong vò nát lá thư trên tay. Mặt tức tối, nổi gân xanh. Cái thằng chó đấy, nó cứ bám lấy con thế này, có ngày hỏng hết việc. Thế nó nói cái gì? Nó muốn con ra mặt để nói chuyện với nó. Thì mày đi gặp nó, giải quyết cho xong đi. Lâu ngày, thế nào cũng bị lộ đấy. Thôi được rồi, con đi luôn đây. Cô ta ăn mặc chùm kín người đi ra ngoài, đứng trước một ngôi nhà trỏ, nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chóng bước vào vừa mở cửa ra một gã đàn ông là người yêu trước đây của bình ôm chặt đằng sau cô ta vùng vẫy mặt cau có khó chịu anh làm cái gì thế người khác mà nhìn thấy có chuyện lớn đấy ở đây có ai đâu mà em sợ anh ngồi xuống đi chúng ta cần nói chuyện người đàn ông kia mặt vẻ lưu manh ngồi xuống ghế bình cô ta đặt một sấp tiền xuống bàn nói thẳng Chừng này cũng không ít đâu. Anh cầm lấy. Rồi đi khỏi vùng này đi. Từ nay đừng tìm em nữa. Tôi không ngu như cô nghĩ. Chừng này thì nhầm nhò gì. Thế giờ anh muốn bao nhiêu thì anh mới buông tha cho tôi. Chính cô tìm đến tôi. Bảo tôi làm cho cô mang thai để trở thành con dâu nhà ông hội đồng. Bây giờ sắp thành rồi. Cô lại muốn phủi đít sao? Thế cuối cùng là anh muốn cái gì? Câu hỏi đó Chính cô trả lời mới đúng. Thành tịnh cùng với bà cả từ sau tấm rèm đi ra. Bình một tí nữa là ngả cả người ra phía sau vì hốt hoảng. Miệng lắp bắp vài từ. Cô, sao cô lại ở đây? Tôi phải ở đây để mà lật tẩy âm mưu của cô chứ. Bình quay sang nhìn gã đàn ông đó trợn mắt. Anh, anh câu kết với cô ta. Tất cả là vì tiền thôi ở đây tôi không còn nhiệm vụ gì nữa tôi xin rút lui lúc này cô ta cười như một người điên nhìn cô mà hỏi cho rằng cô thì ra cô đã biết hết tất cả mọi thứ chính xác là tôi đã dụ cô vào chồng bây giờ cô còn gì để nói không kể cả việc tôi bỏ thuốc vào trà của cậu cô cũng biết ư mọi động tĩnh của cô đều nằm trong sự kiểm soát của tôi Cô Bình này, cô thua rồi. Ngày hôm đó Bình bị phạt 100 roi và đuổi ra khỏi vùng này, cấm không bao giờ được quay trở về nữa. Vì dù sao cô ta cũng có công cứu cậu nên cũng nương tay đôi phần. Mọi tính toán đều nằm trong kế hoạch của Thanh Tĩnh. Cô đoán trước được những việc mà cô ta làm nên đã đi trước một bước. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống ở nhà họ Hoàng được bình yên hơn hẳn. Cậu biết quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng trong lòng cô lại thấy buồn chồn Nửa muốn cậu nhớ, một nửa lại không muốn. Có lẽ cứ để như thế này, sẽ tốt hơn. Thứ ánh sáng kia cô không muốn quan tâm đến nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mình tính cũng không bằng trời tính. Bà Sên sau vụ cháu gái bị phạt, bà ta càng đâm ra căm phẫn thành tịnh hơn. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta mà ra. Cuộc sống của bà ta thay đổi cũng vì cô. Bây giờ không còn ai chống lưng Nên bà ta càng hụt hẫng Vì chuyện của Bình Khiến cô quên bén đi chuyện của mợ tư Cô gái mà cậu tư mang về Càng ngày thấy cô gái đó Có gì đó rất bí hiểm Rất ít tiếp xúc với mọi người Và rất ít nói Tối đêm đó mọi người chìm vào giấc ngủ Thì bất thình lình tiếng ông sinh Và các gia nô la hét ở ngoài kia Bà cả ơi Có chuyện rồi Nghe tiếng phát ra từ phòng bà ba, mọi người ai cũng nhanh thức dậy chạy qua. Thành tịnh khoác một chiếc áo mỏng, mở cửa nhòm ra ngoài. Mấy già nô hớt hài chạy ngược chạy xuôi. Không biết xảy ra chuyện gì, mà mọi người cứ nháo nhào lên. Chạy đến phòng bà ba, Thành tịnh thấy một tên giữ tay người và giữ chân khống chế bà ba. Bà ba mắt trợn lên, miệng liên tục la hét như người bị mất kiểm soát. Bà cả lên tiếng, nét mặt lo lắng mọi người mau gọi thầy cúng đến đây bà ba bị ma nhập rồi cô nghe thì không mấy tin lắm trên đời này làm gì có ma quỷ chắc chắn là bà ba đã uống thứ gì đó nên thần kinh mới bị kích động như vậy nhưng mọi người ở đây không hiểu nên cứ cho rằng bà ta bị ma nhập một lát sau thầy cúng đến dàn trận đọc mấy câu thần chú nhảm nhí gì đó vùng kiếm tứ tung một hồi xong cũng kết luận bà ba bị một con ma nữ sau vườn ám và cần phải diệt trừ ngay. Qua ngày hôm sau, mọi người trong nhà, ai cũng tất bật chuẩn bị lễ cúng linh đình. Chỉ mong con ma nữ này đi khỏi nơi này để không ám cả nhà. Ai nghe trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Khi lễ kết thúc, bà ba được cho một thứ nước gì đó uống. Bỗng nhiên nằm yên, không còn quậy phá nữa. Cả nhà ai cũng tin rằm rắp là bà ba bị ma nhập và càng tin vào tay nghề của ông thầy cúng kia mấy ngày tiếp theo tình trạng bà ba không mấy khả quan không còn quậy phá nhưng người của bà cứ thất thần mệt mỏi không ăn uống được gì ăn vào rồi lại nôn ra mặt xanh sao hẳn đi không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai điều làm cho mọi người lo lắng mất ăn mất ngủ là sáng nào cũng thấy có vài con bò con gà chết ở dưới ao một cách rùng mình chuyện này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng một lần nữa bà cả cho mời ông thầy cúng kia về sau một hồi đi canh nhà ông ta lại phán còn mà nữ này chết oan lắm cùng với đứa con trong bụng nên nhất quyết không chịu đi một hai đòi lại công bằng bà cả nghe xong thì run hết cả người phải bám vào một gia nô mới đứng vững giọng run run thế tại sao mà nữ nó lại ám nhà này vì có người trong nhà này đã ra tay sát hại cô ta cùng với đứa con trong bụng vô lý nhà này xưa nay không bao giờ sát hại hay từ chối máu mủ làm sao mà có chuyện đó được có thể bà không biết nhưng thông qua lời cô gái đó chính xác là như vậy thế bây giờ chúng tôi phải làm sao làm như thế nào để hóa giải đây ông thầy bấm què gì đó sau đó lại tiếp tục phán chỉ có thể mạng đổi mạng Với những ai gây ra cái chết cho đứa bé trong bụng Đến ngày rằm Hãy chuẩn bị một lễ cúng Để cúng cho hai mẹ con quấy ấy siêu thoát Mọi chuyện trong nhà Sẽ được trở lại bình thường Tất cả mọi người nghe xong Ai cũng nhìn nhau tò mò Rốt cuộc thì người nào trong nhà này Đã gây ra một chuyện thất đức như vậy Giết chết cả đứa bé Khi còn đang trong bụng mẹ Theo lời thầy cúng thì chỉ có mạng đổi mạng. Theo tình hình trong nhà thì chỉ có bà ba là bị tổn thương về thể xác. Chẳng nhẽ việc này có liên quan đến bà ba. Bà cả ơi, bà Sen, bà Sen rớt xuống ao, bị chết đuối rồi ạ. À? Ông sinh mặt hớt hải, sợ hãi chạy đến. Mặt không còn một ruột máu. Mọi người ai nghe thấy phải ôm nhau mà hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra với nhà ông hội đồng thế này? Thành tịnh nuốt khan một ngụm xuống cổ Không lẽ có ma Về báo oán thật Da gà cô bắt đầu nổi hết lên Không thể có sự trùng hợp đáng sợ như vậy Chuỗi hạt trên tay bà cả Tự nhiên đứt các hạt Và sau đó văng tứ tung xuống đất Mọi người đứng nhìn Và mất mảy giây sau Lúc này bà ba trong phòng chạy ra như người điên loạn Đâm đầu mạnh vào cột nhà Máu chảy lênh láng Rồi ngã xuống nền nhà Tắc thở ngay lập tức, tất cả mọi người, ai cũng chứng kiến cái cảnh này, nên hớt hài, chạy toán loạn. Không khí trong nhà ông hội đồng bao trùm một màu tang thương. Bà cả ngã quỵ xuống, thành tịnh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà. Báo ứng đến rồi. Vậy ai gây ra chuyện này? Là ai? Má, má bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi ạ. À mà gọi cậu cả về gọi cả ông nữa nhanh đi lúc này ông thầy cúng mới lên tiếng xin bà đừng quá lo lắng ai gây ra tội thì phải gánh lấy hậu quả thôi mạng thì phải đổi mạng ma nữ này chắc báo oán xong rồi chỉ chờ đến ngày rằm để siêu thoát đến ngày đó bà hãy đem mợ tư nhà này ra làm lễ tôi sẽ quay trở lại tối hôm đó không ai dám ngủ vì sợ chuyện vừa rồi theo lời ông thầy cúng thì ma nữ đó chính là nhân tình của cậu ba nhà này ăn chơi bên ngoài làm cho người ta có chửa sau đó bị bà ba phát hiện nhưng vì cô gái đó xuất thân con nghèo lại còn mồ côi nữa nên bà ta đã ngăn cấm và bắt buộc phải bỏ đi đứa bé bà ta cùng với bà sên hai người đó đã ép cô gái kia uống thuốc phá thai vì quá đau đớn mất đi đứa con của mình nên cô gái đó đã gieo mình xuống dòng sông chảy xiết mà chết theo con ai nghe xong cũng phẫn nộ bởi cái tính tàn độc của bà ba bây giờ phải trả giá bằng một cái chết tức tuổi nghe tin ông và cậu cả cũng tức tốc quay trở về bước vào phòng đã thấy cô ngồi co do trên giường những chuyện ma quỷ thế này đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nên không thể nào tránh được sự sợ hãi Cậu đi đến ngồi xuống nhìn cô, dang rộng vòng tay. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu, nước mắt rưng rưng, xả vào lòng cậu mà ôm lấy. Cậu siết chặt, vuốt nhẹ lưng thanh tính. Đừng sợ, tôi đang ở bên cạnh em. Thành tịnh gật đầu. Đã rất lâu rồi, cô chưa được cảm thấy ấm áp và an toàn như lúc này. Hơi thở của cậu, làm sao có thể quên được? Vì nó thật sự trở thành thói quen cậu ơi cậu không bao giờ buông tay em ra chứ đinh tùng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài kia chỉ cần em đừng buông tay tôi thôi thành tịnh ôm lấy cậu vén cổ áo đằng sau xuống cô nhắm mắt nước mắt lại rơi sự thật cái bớt đó đã biến mất đã đến lúc cô phải quay trở về thế giới của mình giọng cô nghẹn đi kể cả khi em đi về một nơi rất xa, thậm chí là một thế giới khác. cậu cũng không buông tay em phải không ạ? À? Mười giây, ba mươi giây, một phút, cô nín thở để lắng tai nghe câu trả lời của cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tìm cô nhói lên sự thật, là điều đó làm sao có thể chứ? Ngay từ đầu cô và cậu là người của hai thế giới khác nhau, không thể ở cùng bên nhau trọn đời là do cô biết nhưng cô cố chấp hay nói đúng hơn là cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình tình yêu đó quả thật rất đẹp đẹp như một bông hoa vừa mới chớm nở để bây giờ bông hoa đó chỉ còn lại là sự nhớ nhung đến quặn lòng cậu đỡ cô nằm xuống giường sau đó nằm bên cạnh nắm chặt lấy tay cô thế này thì em không thể đi đâu được nữa rồi em ở đâu tôi cũng tìm thấy em cô cười đấy nhưng trong lòng lại nặng chịu cậu không biết thế giới mà cô nói mãi mãi cậu không thể nào tìm thấy bây giờ cô phải biết làm sao khi mà tình yêu trong cô quá lớn ai có thể cho cô một đáp án làm sao để vẽ đôi đường hôm nay là ngày rằm đến tối mọi người tập trung lại tất cả ở giữa sân nhà bàn cũng chuẩn bị sẵn sàng ông thầy cúng đã đến từ sớm đến giờ hoàng đạo mợ tư người đờ đẫn ngồi xuống trước bàn cúng ông thầy bắt đầu làm phép mọi người ai cũng thấy lo lắng và mong cho con ma nữ đó siêu thoát cùng với đứa con đứng bên cạnh cậu tự nhiên cô thấy lạnh sóng lưng như có ai đó đang đứng đằng sau cô cô quay người lại không thấy ai rõ ràng cô cảm nhận được hơi thở của ai đó đằng sau mà mai hoa đứng bên cạnh lên tiếng chị đang tìm cái gì đấy À, không có gì. Khi vừa quay người lên, thì cô giật mình khi nhìn thấy bà lão kia đang đứng ở sau mấy chậu cây. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại, thì lại không thấy đâu. Thành tịnh nuốt một ngụm nước bọt, đứng sát bên cạnh cậu, nắm chặt tay. Mồ hôi trên chán cô tuôn ra. Ông thầy cúng vung một đường kiếm chỉ lên trời. Đúng lúc trời nổi sấm Và chớp cũng đùng đùng Mọi người ai thấy Đều sợ hãi Mợ tư ngã xuống nền đất. Cũng là lúc một thứ ánh sáng phát ra từ người mợ tư mà phụt thẳng lên trời. Thứ ánh sáng mở rộng ra như một vòng xoáy huyền ảo đến lạ kỳ. Cả cô và Mai Hoa, ai cũng chố mắt lên nhìn thứ ánh sáng kia. Mai Hoa nói trong sự vui mừng, chỉ tay lên trời. Chị ơi, là thứ ánh sáng đó, chính là nó. Chúng ta được trở về nhà rồi. Nếu như là trước đây, chưa từng gặp cậu, thì có lẽ cô đã vui mừng mà nhảy lên như ngựa nhưng giờ cô chỉ biết đứng một chỗ mà quay sang nhìn cậu bàn tay cô càng lúc càng siết chặt hơn tiếng bà lão kia vang lên nếu cô muốn quay về thì nhanh đi không có nhiều thời gian đâu người đàn ông bên cạnh cô trí nhớ đang dần trở về do dự thì mãi mãi cô không thể trở về sấm chớp nổ đùng đùng vòng xoáy trên trời càng lúc càng thu hẹp cậu ngồi xuống ôm đầu, cơn đau ập đến, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo liên tiếp chạy xẹt ngang qua. Cơn đau mỗi lúc ập đến, giọng nói, tiếng cười của ai đó vang vang bên tai cậu. Cô ngồi xuống, khóc nấc lên mà ôm chầm lấy cậu. Mọi không gian như ngừng quay. "Cậu ơi, cậu nói đi. Bây giờ em phải làm sao đây?" "Em phải làm sao đây à?" Mai Hòa chạy đến nắm chặt tay cô mà kéo đi. Chị ơi, nhanh lên. Chúng ta không có thời gian đâu. Thứ ánh sáng đấy, nó khép lại rồi cái kia kìa. Thành tịnh vẫn cứ ôm chặt cậu. Tìm cô chưa bao giờ thấy đau như lúc này. Cô ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Nước mắt chuyển thành màu đỏ. Màu của máu từ trái tim cô chảy ra. Mai Hòa nhìn lên bầu trời. Cô nuốt nước mắt vào trong. Mạnh tay dùng hết sức kéo thanh tịnh ra khỏi người cậu. Đi thôi! chúng ta không thuộc về nơi này chị có hiểu không chị quên hết đi quên hết đi khi bàn tay cô tuột ra khỏi bàn tay của cậu cả cơ thể của cô và mai hoa dần dần bay về thứ ánh sáng kia ngày lúc này cô cảm nhận có bàn tay ai đó đang giữ chặt tay cô lại cậu nước mắt giang rơi cố giữ chặt tay lắc đầu ánh mắt nhìn cô như van xin thành tịnh đừng đi xin em ở bên cạnh anh nước mắt cô rơi xuống bàn tay của cậu lạnh ngắt cả hai nhìn nhau như ngừng thở cậu mãi mãi nhớ đến em chứ bàn tay của cậu dần dần tuột ra khỏi tay của cô bởi cái thứ ánh sáng đó cậu hai tay bấu chặt vào tay của thanh tịnh cố níu giữ cô đến phút cuối cùng đình tùng lắc đầu nước mắt rơi lách tách nếu như em đi tôi sẽ chết vòng xoáy của ánh sáng kia càng lúc càng mạnh càng thu hẹp lại hút thanh tịnh và mai hoa bay lên cao bàn tay của cậu tụt khỏi bàn tay của cô tiếng hét nghe đến nhói lòng thanh tịnh thứ ánh sáng đó vụt tắt không gian trở lại một màu tối tăm cậu nằm đó mắt nhắm và trên tay nắm chặt một chiếc vòng thời gian như ngừng quay hoa tàn những cánh hoa bay theo gió về một nơi xa, xa đến tận chân trời. Kẻ đi người ở, kẻ giữ người buông, tất cả như một giấc mơ. Thanh tịnh ơi, thành tịnh, ui giời ơi, dậy dậy, trễ học rồi. Tiếng gọi bên tài làm cô giật mình tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh phòng một lượt, mới giật mình ngồi dậy, nhìn thấy ba mình đang đứng trước mặt. Cô đưa tay vỗ vỗ thật mạnh vào hai bên má, làm sao đấy? Con bị cái gì à? Thế không định đi học à? Cứ ngủ mãi thế. Con... Con đang ở đâu ạ? À? Lão đại cú nhẹ vào chán của cô. Ơ ờ, hai cái con bé này. Ở nhà chứ ở đâu? Mà con ngủ mơ cái gì? Mà con khóc ghê vậy. Bà gọi mãi con mới chịu dậy đấy. Cô sờ tay lên là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bật ra miệng cô gọi. Cậu... Cậu nào. Thôi dậy đi, rửa mặt rồi tiện đường ba đưa con đến trường. Không nói gì nữa, cô nhanh chóng nhảy tót xuống giường và chạy xuống nhà gọi lớn. Mai Hoa ơi, Mai Hoa, em đang ở đâu? Em đây. Chị làm cái gì mà gọi lớn tiếng thế? Thành Tịnh nhìn lên bầu trời rồi nhanh chóng kéo tay Mai Hoa ra sau vườn. "Chị làm sao đấy? Mặt mũi căng thẳng thế kia?" Em còn nhớ gì không? Nhớ gì là nhớ gì? Hôm nay chị lạ lắm nha. Em có nhớ cái việc chúng ta quay ngược thời gian về cái thời thập niên 70 không? Mai Hoa cười lớn, đưa tay sờ lên trán của Thanh Tính. Chị bị sao thế? Mờ ngủ à? Chuyện đó chỉ có trong phim thôi. Ngoài đời làm gì có chuyện đó xảy ra? Em... em không nhớ gì sao? Không phải là em không nhớ, mà là do chị Chị ngủ mơ Nên bây giờ còn bị ám ảnh chứ sao Cô ngồi đó thất thần Không lẽ đó là một giấc mơ Nhưng tại sao nó lại chân thật đến như vậy Và hơn nữa Cảm xúc của cô về cậu Vẫn còn nguyên vẹn Tìm cô vẫn thay nhói Khi nghĩ đến người đàn ông đó Cô ôm ngực tự nhiên Nước mắt cứ thế chảy ra Cô nhớ người đàn ông trong giấc mơ đó Nhớ đến quặn lòng Này chị chị bị làm sao đấy sao chị lại khóc chị chị nhớ người đàn ông đó người đàn ông trong giấc mơ chị bị điên đấy à nhớ một người không tồn tại ui rồi ôi hay chị bị ma nhập em phải đi nói với lão đại mới được cô giữ tay mài hòa lại nét mặt buồn bã lên tiếng chắc là chị bị điên thật rồi chị yêu một người trong giấc mơ chị phải làm sao đây làm sao mà quên được đây người đàn ông đấy chị rất yêu mai hòa tròn mắt nhìn thanh tịnh mà không tin vào mắt mình chỉ sau một đêm mà cô trở thành một người hoàn toàn khác lại đi yêu một người trong giấc mơ khiến ai cũng phải lo lắng lão đại biết chuyện đã mời một bác sĩ tâm lý đến chuẩn đoán bệnh cho cô sau một hồi trò chuyện và áp dụng tất cả các phương pháp vị bác sĩ kia cũng hết sức ngạc nhiên bởi sâu trong tiềm thức của cô có chứa một ký ức gì đó rất mạnh liệt. Không một ai có thể xâm nhập vào. Về vấn đề này rất khó lý giải. Ngay cả vị bác sĩ kia cũng hết sức ngạc nhiên và tò mò. Và ông rất muốn biết ký ức đó là gì. Bởi vì từ trước tới giờ chưa gặp trường hợp nào đặc biệt như cô. Mời biết bao nhiêu là bác sĩ. Thậm chí là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Nhưng tất cả đều bó tay. Tất cả các phương pháp, từ đơn giản đến phức tạp, đều không thể xâm nhập vào tiềm thức của cô. Chỉ có cách xâm nhập vào và được biết cái đó là cái gì thì may ra mới chữa được bệnh cho cô. Mỗi ngày cô vẫn cứ ôm nỗi nhớ nhung đó đến hao gầy. Nhiều người nói cô bị bệnh ảo giác nhưng chỉ có cô mới biết mình bị cái gì. Cô không bị bệnh gì hết. Chỉ là nhớ một người không tồn tại. Nhìn cô suốt ngày buồn bã, ủ rũ thế này. Mai Hoa cũng thấy rất lo lắng. Mỗi ngày trò chuyện thường xuyên với cô hơn. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Cô vẫn ôm mộng một người đàn ông xa lạ kia. Ngày giảm tháng 7, hội ngộ tương phùng. Thành tịnh giật mình tỉnh dậy, với tay bật đèn, mồ hôi chảy ra ướt hết một mảng áo. Ngồi nhớ lại hình như trong giấc mơ, cô đã nghe thấy tiếng bà lão kia. Đầu óc cô như quay cuồng, Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ? Tại sao người đàn ông đó lại thật đến như vậy? Bẵng đi một thời gian, tâm lý thành tịnh dần ổn định. Nhưng nỗi nhớ về người đó vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hằng ngày cô vẫn cùng Mai Hoa đến lớp. Hết đi chơi rồi mua sắm để tâm trạng của cô được thoải mái hơn. Tối hôm nay trời mát mẻ, đi bộ trên đường nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau trong hạnh phúc. Nội nhớ, ra giết hơn. Người đàn ông đó thật sự rất ấm áp. Nhìn sang bên kia đường, một hình ảnh quen thuộc, vừa thoáng qua tầm mắt. Cô chạy thật nhanh, băng qua đường, mặc kệ cho dòng xe đang chạy đến, mà gọi lớn. Cậu ơi! Cậu! Em bên này! Em ở đây! Tiếng xe dừng lại đột ngột, nghe đến chói tai. Cô ngã xuống đường, còn một tí là đụng phải xe mai hòa nhanh chạy đến đỡ lấy cô cúi đầu xin lỗi dạ xin lỗi xin lỗi mọi người này muốn chết đi à đi với đứng dạ cháu xin lỗi ạ dìu cô đến bên ghế ngồi ánh mắt cô cứ nhìn mãi về hướng bóng hình kia chị ơi chị làm sao đấy tại sao lại băng qua đường đột ngột như thế một tí nữa là xảy ra tai nạn rồi bài hoa ơi chị vừa nhìn thấy người đấy chị nhìn thấy cậu chị lại thế nữa rồi người đàn ông đó chỉ có trong giấc mơ điên khủng của chị thôi hoàn toàn không tồn tại em xin chị đấy chị tỉnh lại đi không ai lại đi yêu một người trong giấc mơ hết cô ôm ngực đau đến quặn lòng đúng đúng là chị điên thật rồi tình yêu là thứ gì đó làm cho con người ta hạnh phúc rồi lại mang cho người ta đau đớn. Trong khi cô còn không biết người mà mình thương có thật sự tồn tại hay không. Ngồi trong ngồi, mặc kệ ai làm gì đó thì làm, cô cứ ngồi như thế, nhìn ra ngoài trời. Một thanh tịnh nhộn nhịp hoạt bát trước đây đã không còn nữa. Trên gương mặt đó chỉ còn lại là một nỗi u buồn. "Này, Tịnh, nghe nói hôm nay có giảng viên mới thay thế cho cô Hải đấy." Ừ. Mà tao nghe nói thầy mới đẹp trai. Mẹ lì lắm. Ừ. Ơ cái con này. Mày bị làm sao thế? Mọi khi mày nghe thấy trai. Là mắt mày sáng lắm cơ mà. Cô không nói thêm gì nữa. Chống cằm ngồi thở dài. Nhìn lên bầu trời. Cả lớp đứng. Mai hòa thúc mạnh vào người cô. Rồi cúi xuống nói nhỏ. Chị, đứng lên. Thầy vào rồi kìa. Thành tịnh đứng lên mà người không còn một tí sức sống nào nữa. Mặt cúi gầm xuống bàn, người bể oài. Xin chào cả lớp, tôi tên là Đinh Tùng. Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức đảm nhiệm bộ môn này. Giọng nói cùng cái tên làm cô như bừng tỉnh. Mặt mở to hết cỡ, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng trên bục kia. Cô đứng hình trong vài giây, tim cô như ngừng đập, khóe mắt, cô lại lưng chừng nước mắt. Cậu, Chị, làm sao đấy Cô quay sang nhìn Mai Hoa hỏi gấp. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" "Ngày 12 tháng 8 chị ạ." À? "Chị hỏi là ngày âm ấy." Ừ, hôm nay là rằm tháng 7." Cô ôm miệng bật khóc, cảm xúc như vỡ òa. "Người đó xuất hiện rồi. Cậu thật sự đã đến tìm chị." Mai Hoa mặt ngạch ra, chưa hiểu ra chuyện gì xảy đến, nhìn lên về phía thầy rồi lại hỏi lại cô. Ý chị nói cái thầy kia Chính là người đàn ông á Đúng, chính là cậu Chính là cái người mà chị ngày đêm thương nhớ đấy Lần này thì chính Mai Hoa là người ngạc nhiên Chuyện gì đang xảy ra thế này Sao có giống như trong phim vậy Người đàn ông trong giấc mơ thật sự tồn tại sao Thật là khó tin Nào mọi người chú ý Chúng ta vào bài giảng tiếp Và các bạn phải chú ý lắng nghe đấy Tiếng thầy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Lớp trở nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng của thầy. Giọng nói quen thuộc mà cô nhớ đến quặn lòng. Cô chỉ muốn ngay bây giờ chạy lên mà ôm chầm lấy cậu. Cô muốn nói rằng em nhớ cậu đến phát điên lên được. Nhưng cô phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tàn học tất cả sinh viên đều ra khỏi lớp. Cô bảo Mai Hoa cứ về trước. Thành tịnh đứng trước cửa và chờ thầy. Lòng rất hồi hộp. Không biết người đó có nhận ra cô hay chỉ mỗi mình cô là thầm thương thầm nhớ. Đinh Tùng bước ra khỏi lớp, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bàn tay của Thanh Tịnh nắm chặt, kéo thẳng lên chân thượng. Đến nơi như không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung bao ngày, cô vòng tay ôm chầm lấy thầy, nước mắt chảy dài. Cô khóc vì hạnh phúc. Cậu, em, em chờ cậu đã rất lâu. Đinh Tùng đứng hình trong vài giây, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì cứ đứng yên như vậy cho cô ôm cô giật mình nới lỏng tay ra sau đó thụt lại phía sau lúc này giọng bối rối bởi cái ôm bất ngờ của cô nên thầy cũng lên tiếng hình như có sự hiểu lầm gì ở đây em là sinh viên của thầy đúng không em em là thanh tịnh là vợ của cậu Thầy xoa đầu cô rồi cười nhẹ nhàng. Thành tịnh ư, cái tên là rất hay. Nhưng mà thầy có vợ rồi. Chúc em tìm được một nửa của mình. Em xinh xắn lắm. Câu nói của Đinh Tùng một lần nữa làm trái tim của cô tan nát. Cô cũng đoán được là thầy sẽ không nhận ra và chỉ có mỗi một mình cô là ôm lấy nỗi đau này. Nhìn Đinh Tùng rời bước đi, cô ôm lấy ngực không thể thở được hít một hơi thật sâu đưa hai tay lên quẹt nhanh dòng nước mắt đuổi theo thầy tuyên bố dứt khoát dù mơ hay là thật thì mãi mãi thầy chỉ thuộc với mỗi mình em nói rồi cô quay mặt đi chưa bao giờ cô kiên quyết như lần này đinh tùng đứng đó nhìn theo vừa rồi nhìn sâu vào trong mắt của cô anh ta cảm nhận được cái gì đó rất quen nhưng không thể nào biết đó là cảm xúc gì Vừa về đến nhà, cô đưa một tấm hình cho đàn em cô lão đại nói: "Trong ngày hôm nay, tôi cần thông tin đầy đủ về người đàn ông trong bức ảnh này." "Dạ vâng, thưa cô." Cầm tập tài liệu trên tay, cô mỉm cười, nhìn mãi hình thầy ở trên tay. "Á à, chà, cậu cũng khéo nói dối lắm, đang còn độc thân thế này mà dám nói dối là có vợ rồi. Cậu cứ chờ đấy." Sáng nay Thành Tịnh dậy sớm, quần áo tươm tất chuẩn bị đến trường. Chồng cô có sức sống hẳn với mọi ngày. Hôm nay có tiết thực hành trên máy, ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra ngoài, mong ngóng thầy mãi. Từ xa một bóng hình quen thuộc, không hiểu sao nhìn cậu trong áo sơ mi trắng, quần tây lại cuốn hút đến như vậy. Cả lớp ngồi đi, chúng ta thực hành luôn bài số 5 nhé. Nhìn xung quanh thấy ai cũng cặm cụi làm bài cô nhìn lên thì thấy thầy đang nhìn vào màn hình laptop thành tịnh nhanh cúi xuống cắt một số dây ở đằng sau máy sau đó ngồi dậy sửa lại quần áo tóc tai thầy ơi máy của em bị hỏng rồi ạ đinh tùng nhìn xuống lớp thấy cô đứng lên thầy vui vẻ đi xuống dưới bàn của cô giọng của thầy nghe rất ấm áp máy của em bị làm sao thì tự nhiên màn hình nó tắt em không thấy nó lên nữa em đứng sang bên đây để thầy xem nào cô thụt lùi lại đằng sau thầy cúi người xuống gầm bàn kiểm tra cô ra phía sau nhòm đầu vào được chưa thầy đinh tùng giơ một sợi dây điện trước mặt cô giọng nghiêm túc có phải em làm chứ không cô gật đầu cười tươi vẫn là nụ cười say đắm lòng người đó nụ cười đó làm đinh tùng phải đứng hình trong vài giây Tiếng chuông vang lên Cô nhanh chóng cất hết sách vở vào ba lô Phóng nhanh ra ngoài Nhìn trước nhìn sau Sau đó cô đầm thủng lốp xe của mình Thật ra xe này là cô mượn của đứa bạn Chưa từng ngày là có người đưa, đón Thầy thầy từ trong đi ra Cô nhanh chóng dắt xe ra ngoài cổng trường Ai nhìn thấy Cũng phải chố mắt mà nhìn theo Thật là ngạc nhiên Khi cô dắt con xe máy đi bộ trên đường Cái linh bạn cùng lớp Chạy xe sát lại Sau đó lên tiếng Ơ, sao hôm nay cậu đi xe máy? Mà xe bị làm sao đấy? Lên đây, tớ đèo về. À, không cần đâu. Tớ có việc. Cậu về trước đi. Nhanh đi. Cô bạn tiên linh không hiểu chuyện gì, nên phóng xe về phía trước. Liếc nhìn ra đằng sau. Cô nhanh hạ chân trống xuống, rồi giả vờ sửa sửa cái gì đó. Xe máy của thầy chạy đến, nhìn thấy dừng bên cạnh. Bước xuống xe đi đến hỏi. Xe của em bị làm sao đấy? Bị thủng lốp rồi ạ. Cái này cũng tự tay em làm đúng không? Cô cười mỉm, sau đó hơi cúi mặt xuống mà khẽ gật đầu. Thật tình thầy cũng quá tinh ý. Đinh Tùng cười nhẹ lắc đầu và không còn lời nào để nói nữa. Để xe lại đây, thầy đưa em về. Cô nghe mà sướng trong lòng, ngẩng mặt lên rồi gật đầu. Cảm ơn thầy ạ. Ngồi ở đằng sau thầy mà lòng cô thấy ấm hơn rất nhiều hơi thở quen thuộc này cứ như mới ngày hôm qua nhưng bây giờ đã có khoảng cách giữa hai trái tim tưởng chừng như đã thuộc về nhau mãi mãi thế tại sao em lại làm những việc này chỉ chỉ là em muốn được gần hơi thở của thầy ạ à. xe đột ngột dừng lại giữa hai hàng cây bên đường những chiếc lá rơi trên đôi vai nhỏ bé kia đinh tùng quay xuống nhìn cô tận sâu trong đôi mắt có thể cảm nhận được một tình yêu to lớn chất chứa trong đó đã từ rất lâu cô vòng tay qua eo ôm giữ chặt cậu lại ngẩng mặt lên nước mắt rưng rưng cậu ơi không phải cậu nói sẽ không bao giờ buông tay em sao cô đưa bàn tay ra trước mặt của đinh tùng giọng nghẹn đi tay của em đây này tay của cậu đâu ạ à? không gian như ngừng quay mọi thứ diễn ra quá bất ngờ không ai có thể thích ứng kịp ngay cả cô cũng vậy mọi chuyện xảy ra như chỉ mới ngày hôm qua cô chỉ cần ngủ dậy mọi thứ đã bị đảo lộn cô biết yêu từ khi nào có lẽ mãi chỉ là một bí ẩn chính là cô kia mão bắt nó lại cả cô và đinh tùng quay đầu lại thì thấy một đám người hung dữ đang chạy đến cô nhận ra đó chính là đàn em của bọn người gấu báo kẻ thù cạnh tranh trong làm ăn của cô đã nhiều lần muốn bắt cô mà không thành thành tịnh giọng gấp gáp đập mạnh vào lưng của thầy thầy ơi chạy đi chạy nhanh lên thầy đình tùng chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cho xe nổ máy nhưng lại nổ máy không được hư lúc nào không hư tại sao lại hư vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này xe không chạy được nhưng họ là ai thế thầy ơi nhanh lên người của giang hồ đấy thầy bọn họ là dân xã hội đen thật đấy chuyện này không nằm trong kế hoạch của em đâu lời cô vừa dứt bàn tay của đinh tùng nắm chặt lấy bàn tay cô mà chạy về phía trước mặc dù nguy hiểm ở phía sau nhưng sao cô lại thấy vui thế này có cậu ở đây rồi cô không sợ gì hết bàn tay của cậu một lần nữa đã nắm chặt lấy bàn tay của cô bắt con nhỏ đó lại Ngoảnh Đầu nhìn lại phía sau, thấy bọn chúng gần đuổi kịp, cô vừa thở vừa nói: "Thầy ơi cứ thế này, bọn chúng tóm được chúng ta mất." "Cứ chạy đi, chạy theo tôi, đừng có buông tay." Thành Tịnh nhìn thầy mỉm cười, nhất định cô sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này, không bao giờ buông thêm một lần nào nữa. Hai người đứng nép vào một bức tường hẹp, mặt đối mặt nhìn nhau, chỉ còn một khe hở nhỏ hai môi có thể chạm vào nhau. Trong tình huống này, tim của cô lại bất loạn. Bấn loạn trước người đàn ông của cô. Đứng trong này nhìn ra, cô muốn thoát tim ra ngoài. Nếu như mấy bọn này mà bắt được cô, thì lão đại nhất định sẽ gặp rắc rối. Con nhỏ nó đi đâu rồi? Bọn mày qua bên kia tìm đi. Phải tìm bằng được nó cho tao. Tiếp tục tìm kiếm đi từ trong lỗ hoang kia mấy con chuột thi nhau chạy ra xung quanh chân của thanh tịnh vì tính sợ chuột từ nhỏ nên cô sợ muốn đái ra quần vừa định hét lên thì đã bị bàn tay của đinh tùng bịt kín miệng lại <laughs> cô muốn chết đi à thanh tịnh lắc đầu ánh mắt sợ hãi chỉ tay xuống phía dưới đinh tùng thấy mấy con chuột thì hiểu ra chuyện sau đó nói nhỏ vào tai của cô nếu như cô sợ cô nhảy lên người tôi đi Cô gật đầu, cái giờ phút này mà còn ngại ngùng gì nữa. Hơn nữa những việc như thế này đã quá quen thuộc với cô. Cô không chần chừ nữa, cô nhảy tót lên người của thầy, hai chuẩn cắp chặt vào hông, tay vòng qua cổ mà ôm thật chặt. "Cậu à." "À à không thầy, thầy ôm chặt em đi, không là em rớt xuống đất đấy." Đình Tùng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cô. Đã lâu rồi cô mới có cảm xúc gần gũi như thế này hơi thở này khuôn mặt này và cả mùi hương này đúng là của cậu rồi đến khi không còn nghe tiếng động ở ngoài kia nữa cả hai mới dám thở mạnh đinh tùng nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy bọn chúng đã rời đi mới quay sang nói với cô bọn chúng đi rồi chúng ta ra ngoài thôi khi bàn tay của đinh tùng vừa nới lòng cũng là lúc cô ám sát vào người thầy hơn cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi mà ngày đêm cô nhung nhớ, nụ hôn chứa bao nhiêu hương vị. Ban đầu Đinh Tùng có hơi ngỡ ngàng, nhưng thật trong thâm tâm của mình, dường như trái tim của thầy đã rung động trước cô học trò lém lỉnh này. Bàn tay của Đinh Tùng từ từ đặt lên lưng của Thanh Tịnh, kéo áp sát vào người, sau đó đáp trả lại nụ hôn của cô. Cảm nhận được trái tim cả hai hòa quyện vào nhau, cô cười nhẹ, nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều thành tịnh từ từ rời đôi môi của mình nhìn đinh tùng mắt rưng rưng chưa bao giờ cảm xúc của cô lại dâng trào như thế này cậu ơi có thể nào đừng rời xa em nữa được không ạ nước mắt cô lại chảy dài nhìn sâu vào đôi mắt người con gái đang đứng trước mặt là một nỗi nhớ nhung sâu thẳm không hiểu sao tim của thầy lại nhói đau có phải đó là sự đồng cảm hay còn một lý do nào khác mà không ai có thể lý giải được đinh tùng đưa bàn tay lau sạch hai hàng nước mắt nhìn thằng không biết phải làm thế nào bây giờ với người con gái này tôi không biết em trải qua những gì nhưng thầy không cần biết gì hết bất kể thầy là ai là cậu cả của nhà ông hội đồng cũng được hay đơn thuần là một thầy giáo ở hiện tại thì đối với em cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn Em chỉ cần thầy ở bên cạnh em thôi ạ." À? Lời nói của một cô gái 20 tuổi, còn vụng về, không tránh khỏi người nghe phải bận tâm. Lời nói chân thật ấy, xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Trong cuộc sống này có những điều kỳ lạ xảy ra mà ta không thể nào lý giải được. Tình yêu sâu đậm của cô đối với cậu từ thời xa xưa, có thể đó không phải là giấc mơ mà là sự thật. Biết đầu trong vũ trụ bao la huyền bí này, cậu đã đến thế giới này tìm cô. Cô không cần biết ai đưa cậu đến, đến bằng cách nào, chỉ cần biết cậu đang hiện diện trước mặt cô, trong một vai trò mới, không còn là cậu cả của nhà ông hội đồng nữa. Cảm xúc cô đối với người đàn ông đứng trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngày nào thế là đủ rồi. Đi dọc hai hàng cây bên đường, không ai nói với ai câu gì, ai cũng có những suy nghĩ riêng trong đầu, không gian trở nên im lặng đến lạ kỳ. "Thầy, thầy sẽ cưới em chứ ạ?" À? Câu hỏi thẳng thừng của cô xé tan không gian im lặng, bàn chân của thầy cũng khựng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Cả đêm cô không ngủ được, lăn qua lăn lại, mọi thứ như rối tung lên. Ai có thể giải thích cho cô biết giấc mơ đó là thế nào? đó có phải là một giấc mơ hay là sự thật người đàn ông mà cô gọi là cậu đó có thật sự tồn tại ở thế giới này đầu óc cô quay cuồng không thể nào thoát ra được mớ hỗn độn đó cậu lấy em được không cậu ơi cậu không bao giờ buông tay em chứ ạ à? em mà đi tôi sẽ chết thanh tịnh cậu ơi cậu em ở đây tiếng cửa sổ đập rầm rầm trời nổ sấm chớp đùng đùng làm đinh tùng giật mình tỉnh dậy với tay bật đèn mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa bước xuống giường đến bàn và uống liên tiếp hai ly nước với tỉnh táo đứng bên kia nhìn ra ngoài mà lòng của đinh tùng thấy hoang mang tột độ những âm thanh thoáng qua vừa rồi trong giấc mơ tại sao nó lại thật đến như vậy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một cô gái cùng với giọng nói trong giấc mơ làm tim của anh lại nhói đau thêm một lần nữa nhớ lại cách đây một tháng trong một lần đi du lịch cùng với bạn bè đinh tùng gặp tai nạn trong chuyến đi đó sau một hồi cấp cứu các bác sĩ lắc đầu bó tay vì vết thương quá nặng lại mất quá nhiều máu không thể qua khỏi nhưng đùng một cái trời nổi sấm chớp tất cả thành phố đều mất điện rơi vào trong đêm tối mất vài giây sau đó mọi thứ trở lại bình thường có một nữ y tá chạy vào "Bác sĩ ơi, tim tim của bệnh nhân đập lại rồi ạ." À? Tất cả mọi người ai nghe cũng đều rất ngạc nhiên. Đây chính là kỳ tích, có thể nói rằng chết đi sống lại. Kể từ đó, Đinh Tùng tính tình thay đổi hoàn toàn, giống như một người khác. Ngay chính cả bản thân anh ta cũng không hiểu rõ được nguyên nhân từ đâu, chỉ biết là cơ thể rất kỳ lạ. Tàn học Thanh Tịnh cầm hai tấm vé xem phim, đứng đợi thầy ở nhà xe vừa nhìn thấy thầy đã chạy ngay đến đưa hai vé ra trước mặt của thầy thầy ơi đi xem phim với em nhé tôi bận rồi cô làm mặt dịu xuống tội nghiệp như một con mèo ngoan vừa bị chủ lao mắng không nói gì đi lướt qua thầy thật tình với vẻ mặt này thì ai mà đành lòng cho được đinh tùng nói với theo mà phim gì đấy phim xuyên không cậu ơi em nhớ cậu đinh tùng cau mày tay ngồi xuống và ôm giữ ngực không biết tại sao tim lại nhói đau thế này cô luống cuống chạy đến thầy thầy đau ở đâu ạ à? em đưa thầy đi bệnh viện tôi tôi không sao đâu chúng ta đi thôi kết thúc phim nam chính và nữ chính trải qua bao nhiêu thử thách gian nan cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau cô nắm chặt tay của thầy đi bộ trên đường hoa không gian thật lãng mạn thầy ơi thầy có tin vào giấc mơ không ạ à? có còn em thầy chính là giấc mơ của em đấy người đàn ông mà em yêu người đàn ông đó em thật sự rất yêu sao ừ em rất nhớ người đó rất rất nhớ nhớ đến quặn lòng ạ à? Cô ôm giúp vào lòng của thầy mà khóc nấc lên. Bao nhiêu sự chịu đựng vừa qua, bỗng nhiên vỡ ỏa trong cảm xúc. Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta phải hóa điên như vậy? Thời gian cứ thế dần trôi qua, được nhìn thấy thầy là niềm vui mỗi ngày, là sự sống của cô. Thế nhưng ông trời còn muốn trêu đùa cô khi mà ngày hôm đó cô nhận được tin là thầy sẽ đi xa. Chị, chị nghe tin gì chưa thầy đinh tùng sắp đi mỹ rồi đấy không ở đây nữa đâu thầy mới vừa ra sân bay chị đi đi nhanh còn kịp cô bật dậy như người mất hồn chạy ra ngoài lên một chiếc taxi rồi lòng nôn nao đến khó thở vì đường quá đông nên bị kẹt xe còn một đoạn dài nữa mới đến sân bay cứ tình hình thế này chắc không kịp mất thành tịnh mở cửa xuống xe sau đó chạy thật nhanh đến sân bay vừa chạy cô vừa khóc em không bao giờ buông tay cậu một lần nữa không bao giờ em em sẽ đi tìm cậu đến nơi bàn chân của cô đỏ phồng lên đứng thở hồn hển nhìn xung quanh vẫn không thấy thầy đâu đinh tùng anh đang ở đâu anh ra đây gặp em đi anh ra đây đi tại sao anh lại buông tay tại sao anh lại im lặng ra đi như thế Cô chạy thẳng đến quầy lễ tân, lên tiếng hỏi. Chị ơi cho em hỏi, chuyến bay 14 giờ đi Mỹ, cất cánh chưa ạ? Chuyến bay vừa mới cất cánh, thưa quý khách. Cô nghe mà rụng rời tay chân. Cậu đã đi thật rồi. Giữa sân bay rộng lớn, có một cô gái ngồi đó mà khóc. Không cần biết rằng mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào cô. Ngay từ giây phút này, cô chỉ biết một lần nữa, cô lại mất cậu lại khóc nữa rồi nghe được giọng nói cô ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh của đinh tùng đang đứng trước mặt cô nhìn anh khóc nấc lên khóc như chưa từng được khóc anh giang rộng vòng tay ôm chặt cô vào lòng cô đánh mạnh vào người của anh tìm của em đau như thế anh có biết không anh xin lỗi là do anh không dám đối diện với sự thật anh không rõ cái cảm giác đấy là gì nhưng trong tiềm thức có cái gì đó thôi thúc anh phải yêu em mình mình yêu nhau được chứ nói xong anh và cô hôn nhau giữa một biển người nụ hôn của sự đoàn tụ một cái kết xứng đáng cho một tình yêu đẹp vượt thời gian không ai có thể lý giải được mọi chuyện xảy ra như thế nào nó mơ hồ và huyền bí đến lạ kỳ giữa vũ trụ bao la này không có điều gì là không thể đó chính là duyên tiền định và wow. quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị phần cuối của bộ truyện Con dâu nhà họ Hoàng. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì có rất là nhiều suy nghĩ của Tâm An. Có thể là một giấc mơ nhưng mà thất giấc mơ của cô gái tên là Thanh Tịnh đã thành hiện thực đúng không ạ? Cái lúc mà Tâm An đọc đến cái đoạn mà chỉ là một giấc mơ thôi và lão đại bố của cô gái Thanh Mai, Thanh Tịnh này gọi cô ấy dậy thì Tâm An cảm thấy là ôi, câu chuyện của chúng ta kết thúc mất rồi và đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta đọc hết cái phần kết của câu chuyện này thì chúng ta mới thấy là một câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ. Có thể cái tình yêu này nó không biết là nó có tồn tại thật sự hay không, nhưng mà tác giả lại khiến cho chúng ta là có thể tin vào cái nguyên vào cái tình yêu của duyên tiền định. Và tâm an cũng hy vọng cũng luôn luôn là đọc những cái bài báo hoặc là những cái bài viết về cái cái tình yêu của cái duyên tiền định này, có thể là kiếp trước chúng ta không gặp được nhau, không yêu nhau thì kiếp này chúng ta lại tìm đến nhau và dành trọn vẹn tình yêu cho nhau nữa. Và Tâm An cảm thấy câu chuyện này rất là thú vị, rất là vui và thật là hạnh phúc vì có một cái kết, kết tình yêu đẹp dành cho hai người. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có thấy câu chuyện này hay không? Thì quý vị hãy dành một chút thời gian để comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé và quý vị khán thính giả thân mến nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của tâm an thì quý vị hãy dành một chút thời gian ghé qua cho kênh bụi phố kênh đọc truyện mà tâm an và ban biên tập của kênh bụi phố đang dành rất nhiều tâm huyết để có thể gửi đến cho quý vị rất nhiều câu chuyện hay và tâm an rất là vui nếu như quý vị subscribe kênh bụi phố và dành cho tâm an những cái lời nhận xét những lời góp ý chân thành nhất để tâm an có thể thay đổi mình hoàn thiện hơn để gửi đến cho quý vị những câu chuyện thật hay còn bây giờ thì lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Tâm An đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.